Audio Hà Nội TV xin chào các bạn. Luxman là cái tên nổi tiếng trong thế giới âm thanh nói chung và tại xứ sở Hoa Anh Đào nói riêng, được những người mê âm thanh biết đến với những chiếc âm ly có chất âm ấm áp và tinh tế. Trong video này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một sản phẩm âm ly tích hợp hay nhất của Luxman, đó là Luxman L590AX2. Nào, hãy cùng với kỹ thuật viên của chương trình tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Xin chào các bạn. Thương hiệu lâu đời của Nhật Luxman sau 90 năm hình thành và phát triển đã ghi nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người chơi bởi những sản phẩm âm ly hai kênh cho âm thanh nhiều cảm xúc. Luxman L590AX2 là một sản phẩm như vậy. Nó được xếp vào hàng âm ly tích hợp chuẩn high-end, là mẫu âm ly tích hợp được nhiều tín đồ mê âm thanh xứ sở Phù Tang luôn mong muốn được sở hữu. L590AX2 là mẫu âm ly tích hợp đầu bảng của Luxman. Chiếc máy này có kích thước khá lớn với cân nặng 28kg. Hình thức của âm ly được Luxman thiết kế theo phong cách cổ điển thường thấy ở các sản phẩm âm ly tích hợp của hãng. Mới nhìn qua thì không bắt mắt, nhưng chúng lại ẩn chứa một vẻ đẹp hoài cổ đầy tinh tế. Mặt trước âm ly là tấm nhôm dày, điểm nổi bật và cũng là thứ người dùng yêu thích nhất, đó là hai mặt đồng hồ VU meter đẹp mắt với đèn nền màu vàng. Chính giữa là logo thương hiệu Luxman cùng số hiệu âm ly sản phẩm. Có thể nói, đồng hồ VU meter xuất hiện trên các mẫu âm ly như một thứ gây nghiện tới dân chơi âm thanh. Không chỉ đơn thuần đem đến nét đẹp hoài cổ và sự thú vị khi ngắm mỗi khi hệ thống chơi nhạc, mà thông qua đó, người chơi có thể biết được mức công suất ra của âm ly khi chơi với các mức âm lượng khác nhau. Các núm xoay chức năng và âm lượng được bố trí đối xứng nhau tạo nên sự hài hòa về thẩm mỹ. Sự xuất hiện của chế độ lau nớt và núm chỉnh âm sắc trong một âm ly high-end cũng là điều gây tranh cãi khi có người thích, có người không. Tuy nhiên, nó sẽ rất hữu ích trong một số tình huống nhất định và dù sao có thì cũng vẫn tốt hơn không. Luxman cũng cung cấp chế độ Lightstray tương tự như chế độ Bypass mạch âm sắc xuất hiện trên các âm ly khác để rút ngắn đường đi tín hiệu cho âm thanh sạch và hay hơn. Luxman L590AX2 được trang bị chiếc đáp điều chỉnh âm lượng công nghệ Lecua độc quyền của hãng. Bộ chiếc đáp này được nhà sản xuất cam đoan không làm suy hao tín hiệu và được cách ly hoàn toàn khỏi can nhiễu. Mặt sau máy là nơi nhà sản xuất bố trí các giắc cắm đường vào và cọc đấu loa. 590AX2 có hai bộ cọc đấu loa, hỗ trợ loa có trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Đường vào gồm có hai đường vào ba lăng dùng giao tiếp jack XLR và 4 đường vào dùng giao tiếp RCA thông thường. Đường preamp cho phép người dùng ghép thêm loa sắp điện hoặc âm ly công suất bên ngoài. Trái lại, đường main in cho phép người chơi dùng chiếc âm ly này với vai trò của một chiếc âm ly công suất. Luxman trang bị cho 590AX2 rất đầy đủ với cả đường vào phono dành cho các mâm đĩa than, tạo sự tiện lợi cho người sử dụng. Luxman L590AX2 là âm ly bán dẫn chạy mạch Class A có mức công suất 30W ở trở kháng 8 ohm và gấp đôi ở trở kháng 4 ohm. Đối với thiết kế mạch công suất Class A thì mức công suất ra 30W đã là lớn đối với một chiếc âm ly tích hợp. Và với đặc tính dòng da lớn của mạch Class A, chiếc âm ly này hoàn toàn đủ lực để khắc chế nhiều loại loa khác nhau. Máy được trang bị một biến áp nguồn lớn có công suất 615VA, cùng với đó là dàn tụ nguồn lớn, đảm bảo cung cấp dồi dào năng lượng cho mạch công suất được thiết kế hai bên. Người chơi lưu ý với những âm ly Class A khi hoạt động cũng như để chờ thường tỏa ra rất nhiều nhiệt lượng, nên bố trí âm ly ở những nơi thoáng mát, tránh để các thiết bị khác đè lên. Khi kết hợp với một cặp loa hay và phù hợp, L590AX2 dễ dàng tạo ra thứ âm thanh tinh tế và tự nhiên như một âm ly bóng đèn loại tốt. Đó là thứ âm thanh ngọt ngào và nhạc tính đặc trưng của Luxman qua nhiều năm. Giới mô điệu cho rằng Luxman có chất âm tinh tế theo phong cách châu Âu trong một cốt cách Nhật Bản. Có thể gu nghe mỗi người mỗi khác, nhưng âm ly Luxman luôn được đánh giá rất cao khi nói đến các sản phẩm audio high-end của Nhật Bản. Chúng ta sẽ tiến hành nghe thử chiếc âm ly này với cấu hình như sau. Âm ly Luxman L590AX2 ghép với loa Focal Electra 1028BE cùng đầu đọc CD Luxman D05U.
Như thế chúng ta vừa được thưởng thức một bản nhạc do Luxman L590AX2 và bộ dàn phối ghép thể hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.